Dạ bác ơi. Cái con này, đồ ăn của tôi mà. Dạ bác ơi, con gái bác á nhờ con đưa cho bác hộp cơm nè, chỉ trả tiền hết rồi. Cậu ơi, chắc cậu lộn rồi đó. Tôi sống có mình à, không có con. Ủa, chị nói chỉ là con gái bác mà. Cái chị mặc cái vest mà hồng hồng đó, hồi nãy đứng chung mưa chung với bác đó. Bỏ đi bác, nó bẩn rồi à? Không sao, tôi còn ăn được cô à. Cái cô này, đồ ăn của tôi mà. Con sợ bác ăn mất vệ sinh thôi à. Cô có tiền á, thì cô muốn ăn gì cô ăn. Còn người nghèo như tôi á, thì có gì ăn đó mà. Ra vậy để con đền tiền cho bác mua đồ ăn khác nha bác. Tôi không cần đâu.